Em úp lại cho anh. Đấy. Yêu nhau cho đơn đau, hàn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Em Dũng xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này em Dũng xin giới thiệu nhanh các bác một cái mẫu loa CF đó. Thì đây là một trong những mẫu CF đời cao. Em nhắc cho anh cái củ ra. Thì đây là một trong những mẫu CF đời cao, các bác có nhìn thấy ạ. CF từ neo các bác nhá. Và cái màng nó các bác nhìn thấy ạ. Em sẽ mở nhỏ lại một chút các bác nhá. Nếu bác nào đang tìm một cặp CF chất lượng đó, các bác có thể nghiên cứu trong cái video clip này đó các bác ạ. Một trong những cái mẫu loa CF thật sự là mẫu này nó rất hiếm các bác nhá. Đó các bác. Nó sử dụng từ neo đó các bác. Đó, từ neo của hãng Deso các bác nhá. Từ neo Deso các bác. Và đây là cái mẫu CF, nó có sử dụng cái màng, các bác nhìn màng hai lớp đấy ạ. Các bác nhìn thấy ạ, nó có hai cái lớp màu, các bác nhìn thấy không ạ? Và rất là nhiều kim tuyến các bác, xin lỗi các bác, rất là nhiều cái gọi là sợi thủy tinh các bác. Để mà nó cái màng chất liệu rất là cao cấp các bác nhá. Cái màng chất liệu rất cao cấp luôn các bác nhìn thấy ạ. Chất liệu này thì chỉ dành trên những cái mẫu loa cao cấp thôi, mẫu loa full cao cấp hay là siêu cao cấp của những thương hiệu như CF hay JB hay là những thương hiệu đến từ châu Âu khác các bác nhá. Thì đây là một trong những cái cặp loa nó sử dụng cái củ của nó đây, củ chép này các bác nhá. Đây các bác. Củ chép này của BNC đây các bác nhá. Củ chép BNC đây các bác nhìn thấy ạ. Đó, BNC. Made in Italy luôn các bác ơi. Đó, củ và loa đều made in Italy hết. Và riêng những dòng này thì nó lắp ráp linh kiện nó lắp ráp vào toàn bộ Italy hết rồi các bác nhá. Đây ạ, phân tần Italy hết luôn. Và mẫu này thì nó chính là đây, quay các bác xem, em úp lại cái thùng cho các bác xem. Cái này là mẫu CF đời cao các bác nhá. Thùng có hai lớp này các bác. Và nó là dòng cái heo đây các bác. TC12 đó các bác, TC12. Và những cái mẫu này nó sản xuất đời rất là cao. Bây giờ các bác đi mua mới những cái mẫu này nó khoảng 38 39 triệu một cặp này. Nhưng bây giờ các bác đi mua hàng bãi chỉ có 14 15 triệu thôi. Em mới để các bác giá 14 triệu rưỡi một cặp này các bác nhá. 14 triệu rưỡi luôn. Đó. Và bác nào mà thích những cái dòng CF chất lượng cao, nhà em đang có sẵn rất nhiều CF các bác nhá. CC10 rồi thì CC12 rồi thì VK12 các bác nhá, rất là nhiều luôn. Nhưng mà riêng mẫu này thì nó là mẫu cao cấp của CF các bác ạ. Tất cả là in Italy tất luôn. Và quan trọng nhất là từ neo này các bác. Các bác chơi những con bát từ neo xịn này, nhấc cho anh vậy. Đấy, từ neo nhưng mà từ neo xịn các bác nhá. Coi của nó khoảng coi 75 đó các bác, coi khoảng coi 75. Rất là chất lượng luôn. Và cái chất âm, chất tiếng của nó thì khỏi phải nghĩ rồi. Bác nào mà thích chất tiếng nó sạch sẽ, nó mềm mại thì các bác nghe đi ạ. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thoát, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng, tim chơi vơi thời gian có nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em, tim chơi vơi theo thời gian. Với cái dòng từ neo này thì độ nhạy nó rất là cao, nó không hề ngốn công suất. Mặc dù mỗi thùng này của nó là 1400W một thùng các bác nhá. Đây các bác. À xin lỗi, 1600W trên một thùng maximum và 400W công suất danh định 8 ohm, rất dễ phối ghép luôn. Nhưng mà cái chất tiếng của nó các bác ạ. Các bác chỉ thả vào một chiếc đẩy bình thường thôi. Đây em đang cho một chiếc đẩy rất công suất rất là cao. Ví dụ những chiếc đẩy mà Audio Center 801 này thì nó công suất nó sẽ nhỉnh hơn những dòng LA800 một chút đó các bác. Thì nó sẽ có cái tiếng cực kỳ lớn khi các bác mở vào đây. Em chỉ để các bác đúng 50% các bác nhé. Đúng 50%. Đó.
em để đúng 50% công lực thôi. Và em nhích cái vang lên kết nối qua Bluetooth qua điện thoại các bác. Thì cái chất tiếng của nó rất là lớn, và quan trọng nhất mở lớn không nhói tai các bác. Dã man các bác ạ. Chi tiết rất là cao luôn. Em về nơi cũ, nơi chờ anh. Có một tiếng rất là lớn các bác nhá. Yêu ngàn năm mãi, chưa nhích luôn. Đèn chưa nhích. Biển dịu em và gió cuốn, tình ngọt ngào như ánh nắng. Giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Còn chép mấy in Italy, chất lượng các bác ơi. Cát dài hoang vắng, chỉ mình em. Vẫn từng con sóng xa ngút ngàn. Chất lượng luôn các bác ạ, chất âm. Giờ chỉ mình em nơi đây, đợi chờ từng con sóng đến. Chờ một ngày trôi, muộn phiền đi. Các bác lưu ý là em Dũng còn chưa gắn với bất kỳ một cái dòng súp nào ở đây. Đó, ngoài ra các bác chơi những cái bộ này, những cái cặp này, các bác có thể chơi với những dòng súp như súp 3G Audio Bass 40 đây, súp điện các bác nhá. Hoặc súp JBL 2500, súp điện. Những con súp này thì con súp này giá là, để các bác giá là 5.8 triệu thôi, 5.8 triệu thôi. Còn con súp phía dưới em để các bác giá 7.5 triệu các bác nhá. Đó, những con súp chất lượng cao. Các bác mà kết hợp với một bộ này, cặp loa này là giá 14.5 triệu. CF đây các bác. TC12 các bác nhá, cá heo. Chất lượng luôn. Những cái dòng loa mà củ nó made in Italy này thì các bác chơi cái chất tiếng nó khác hẳn với những dòng loa full mà trong cái phân khúc tiền từ 20 triệu trở về các bác ạ. Nhưng quan trọng nhất cái mẫu CF này giá nó hợp lý nhưng chất âm của nó đẳng cấp. Nếu tìm đến cái chất âm kiểu mượt mà bay bổng trong trẻo như này thì các bác chỉ tìm đến Lexo hoặc là những đôi JBL 6012. Nhưng mà giá thì các bác chơi một bộ 6012 giờ giá rất là cao. Hoặc là Lexo thì nó càng cao nữa các bác. Nhưng các bác chơi những bộ này giá rất hợp lý các bác nhá. Riêng CIF trong cái phân khúc tiền dưới 20 triệu đi hàng tìm hàng cũ, hàng bãi các bác nhá, thì CIF vẫn là đỉnh nhất. Mặc dù giá nó cũng chỉ xem với những mẫu X12i hay là G212 của B3, nhưng mà khẳng định các bác luôn tiếng của nó hay hơn rất nhiều các bác. CIF này, em thì chuyên CIF các bác nhá. Những cái dòng CIF nó hay nên em Dũng chuyên nhập về. Và những cái mẫu đời cao này, từ neo này các bác nhá, các bác chơi 14.5 triệu một cặp này giá quá tốt. Rẻ được gần 1/3 so với mua mới các bác nhá. Mà loa rất là đẹp, mới đét luôn. Và bạn nào có nhu cầu muốn lắp những cái phòng VIP hay là muốn kinh doanh về karaoke thì đây là một trong những cái dòng loa hay nhất có thể để đầu tư những cái bộ dàn máy chất lượng cao mà giá lại rất là vừa phải các bác nhá. Đó, riêng CF cái heo. Đó, em không cần phải sử dụng lọc xì hay chỉnh âm sắc trên cái vang này, em để mặc định luôn. Mặc định CIF nó cắt ở giải tần rất là mượt các bác nhá. Đó, con chép nó lên cao nhưng mà nó không hề dối một chút nào. Bình thường các bác nghe loa full nghĩ rằng nó chói tai hoặc là nó khó nghe, nhưng mà riêng loa full của CIF đó thì thật sự các bác mở lên nó mượt, nó êm và mở to, kể cả mở to luôn, nó không có hiện tượng bị váng đầu các bác. Và riêng cái mẫu này em để các bác giá là 14.5 triệu các bác nhá. Em Dũng giới thiệu nhanh, tháo ruột các bác xem đây. Đấy, quay lại cho anh cái thùng bác. Loa từ neo lên nó cũng không nặng đâu các bác ơi. Một thùng nó rất là nhẹ các bác. Đây các bác nhá. Đó, đặc trưng của tụ CF và tụ bạc các bác. Đó, đây những con trở. Phân tần rất đơn giản luôn các bác nhá. Chỉ hai con tụ lớn thôi, một con, hai con cảm nữa. Các bác rất đơn giản luôn. Tiếng rất hay các bác ạ. Cái màng của nó các bác nhìn đấy. Màng nó có hai ngấn các bác nhìn chất không ạ? Cái màng rất là chất các bác nhá. Đó. Và bác nào có nhu cầu lấy cái bộ này thì cái đẩy audio center này các bác nhá, giá là 7.5 triệu, 801. Con vang phía trên là DB Acoustic KM350 Pro đó các bác, V2. Mẫu này em thì các bác giá 2.6 triệu, giá tốt nhất thị trường luôn. Và những con vang này cho chất tiếng rất chất lượng các bác nhá. Đó, bác nào mà tìm những cái vang mà dưới 4 triệu đồng mà nó hay, nó đủ các cổng ăn chơi, Bluetooth này, cổng quang này, và các bác có thể chơi cổng AUX đó, các loại cổng luôn, USB vân vân, các cổng ăn chơi. Và một con vang tất cả all in one trong một. Đó, vang cơ nhưng mà chỉnh vang số nhưng mà chỉnh cơ các bác. Chất tiếng thì về rất hay luôn, có hai nút thì về ở đây luôn các bác. Đó, và cái con vang này em nghĩ rằng là với số tiền dưới 3 triệu thì không thể tìm được một cái mẫu vang bãi nào có thể hay hơn con vang này được, chứ đừng nói vang mới các bác nhá. Em không nói quá một chút nào. Bác nào chơi vang DB Acoustic các bác sẽ biết. Và cái vang này bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm của hãng các bác.
Đó. Và cái vang này 2.6.000, cái con đẩy là 7.5.000, đôi loa này 14.5.000. Các bác để nguyên bộ này các bác hát karaoke được rồi các bác nhá. Nghe nhạc cũng được rồi đúng không? Đó. Không cần phải căn chỉnh gì cả. Các bác thích bát uy lực hơn lấy thêm con súp 40 nữa, phải chơi súp 40 trở lên các bác nhá. Đó. Thì những dòng CIF này thì bên nhà em Dũng đang có khá là nhiều CIF rồi các bác ạ. Đó, ngoài ra những cặp loa lời của Audio Technica giá 1.8.000 một cặp loa lời này các bác. Đó, 1.8.000 một cặp loa lời Audio Technica các bác nhá. 120W một thùng. Bé thôi nhưng có võ các bác ạ. Nếu bác nào mà có những chiếc âm đi Jaguar 2.3N ấy này, các bác chơi một cặp này thôi và một con súp nữa thì là cũng hát karaoke như thể những cặp 301 rồi các bác nhé. Như cặp 301 của bố thì các bác hát rất là lực luôn, bé nhưng mà có võ các bác ạ. Đó, ngoài ra thì các bác có thể làm loa lời cho những cái bộ karaoke rồi các bác. Thì em Dũng cũng xin kết thúc video ở đây. Bác nào có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em Dũng các bác nhé. Đây là một video em giới thiệu những cái bộ karaoke chất lượng các bác, rất là hay các bác ạ. Karaoke mà nó mở nhạc Phương Phương Thảo nghe còn cuốn hơn cả nhạc sàn các bác. Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp?